biết hôm nay sao đây. Quá khá cầm không? Trời vô rồi. Em luôn. Hôm nay thì vô đây thăm một cái bên đây, tùng mấy anh đây, tùng dời qua mấy anh đây, dời qua mấy cái điểm chót này nè, cho có cá có gì không. Mấy cái điểm này thì có cá thì cá nó ngon cái này. Hình xui dở một cái, có lương lương bọng gì không, lương bọng cá gì không. Rồi hôm nay thì nó chưa vô nha, đặt lại luôn. Cái điểm này thì khá là ngon nha cả nhà. Chở ra đây thăm cái bẫy, thăm cái loại cá huyền thoại ngay chỗ này, dính lương khủng khủng không cả nhà, lương có khủng khủng không nha. Hôm nay thì sao đây, nói chung ra thì cử nào tùng thăm ngay chỗ này thì cũng có cá lương có lóc khủng khủng nha. Hôm nay thì sao, hui có gì không, quay cho cả nhà cùng xem. Ủa tùng rồi cả nhà, có cá nó tùng không? Rồi bữa nay trống trơn rồi cả nhà, hình như sáng mưa có ai đi thăm sớm hay vậy ta, có người thăm hay gì vậy, không thấy. Rồi bữa nay thấy tình cảm này chắc ùi quá cả nhà. Rồi cái lờ này nó lặt nữa rồi cả nhà ơi. Ôi tùng thấy có con cá lóc khủng ở trong đây nè cả nhà, con này khủng lắm nha. Đây có con cá lóc khủng trong đây nè, nó mới lặt cái lờ tùng nè. Ủa hai con hay gì ta, không có con cả nhà, con này có hơn nửa ký cả nhà. Vô nữa, vô mảnh này. Trời ơi con này cá 700-800 gram luôn. Con này có cá lóc đồng mà nó vậy nè cả nhà. Trời mẹ anh nè. Nè thấy không, quá là quá xá là ngon cả nhà, chả bá lửa luôn nha. Đó. Hết thùng một cá cả nhà. Rồi, tới tùng bắt ra, bọ nó đeo quá trời rồi cả nhà. Khuôn này bọ nhiều lắm cả nhà. Hôm nay cái này thì sao, cái này hồi đó giờ lúc tới giờ chưa dính con nào nha cả nhà. Hôm nay giờ, ê có cá, cái gì đây? Có cá lóc, cá lóc, cá lóc. Cá lóc nữa rồi cả nhà, vô rồi. Vô cá khủng nữa cả nhà. Luôn cá lóc khủng nữa nè, khá là im. Rồi bây giờ thì tùng sẽ bắt và đi đặt lại cả nhà, kiếm cái điểm khác đặt nha. À, thông con này cũng tầm 3-4 lạng cả nhà, không được bự cho mấy nha, có 3 lạng mấy 4 lạng. Thêm con nữa nha, thăm sáng giờ hai cá dính được hai con cá lóc rồi đó nha, khá là im. Thăm hai cá dính được hai con cá lóc khủng rồi cả nhà, đây hai con cá lóc khủng quá im không. Thử coi cái tiếp theo này có không, thứ nhất ta. Cái này thường thường thì nó cũng chạy cá lóc cá phi cái gì cũng nhiều lắm rồi cả nhà. Cái này nó im luôn rồi, hôm nay cái này chưa chạy nha, đặt lại. Tới cái tiếp tùng sẽ quay cho cả nhà cùng xem nha. Cái lờ cá trong đây thì nó hay chạy lắm nè cả nhà, nhưng hôm qua thăm thì không có nha. Bữa nay thì sao đây, tùng bỏ hàng cá rồi, bữa nay lắc lờ nữa cả nhà ơi. Rồi có gì đây, nhìn nhìn nè tùng nè, tắt cá phi nữa quá trời ơi, cá phi dính một đống cá phi luôn. Bây giờ tùng bắt da nha cái này, bắt cá phi da rồi xong sẽ đi mời cái nhà. Thấy không đây,
tóc cái gì mọi người. Nó hơi không. Còn đây. Còn đây à. Dạ. Xe đặt lại giờ đi tiếp cái này. Túi chắc đi không thầy ăn cá lóc khá là ít. Cái này hôm nay thì sao? Ô tung rồi cả nhà, nó tung rồi, tung rồi. Cá lóc hay gì ạ? Cá lóc cà phê gì ở nhà? Ủa, cá lóc, cá lóc, cá lóc, cá lóc, cá lóc. Điểm này là khá ok. Ủa, còn đây con cá lóc với ba con cá phi khủng rồi, khủng rồi, khủng rồi, khủng rồi, khủng rồi, khủng rồi cả nhà, khủng rồi. Con cá lóc ba cá phi vô à, vô 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 rồi, cắm máy con cá phi nước quá nó mờ. Sát đường ngộ quá tụng không có nói lớn được, có mấy ông đang làm đường như thế. Lóc không khéo không có ăn như thế này. Sắp khi nó xảy luôn rồi nha. Rồi bỏ nó vô xong rồi tùng gài lại tùng sẽ đi tiếp cho tôi. Im à, cái này hôm nay có may mắn không? Có cá lóc, có lươn gì không? Nhờ im du, không có con gì luôn, đặt thôi luôn. Còn 5-6 cái gì nữa, 4-5 cái, 5-6 cái gì nữa hết là cái nha. Con cá chết luôn. Dính rồi cả nhà. Có hai con nữa chết luôn trong lờ. À, bây giờ Tùng sẽ thăm một hai cái cuối nữa thì về sẽ quay thành quả cho cả nhà xem nha. Ở đây không dám nói lớn cả nhà, sát đường quá. Không dài Tùng đặt
mới có 20 cái lờ mua của anh Đạt Quyển mà mắc hết mẹ 5 cái rồi cả nhà. Mắc hết 5 cái rồi nha. Bởi vậy không dám nói lớn cả nhà. Cá con rắn mà nó quậy sập lờ của Tùng luôn cả nhà. Biết hôm nay sao đây? Quá khá cụm luôn. Trời ơi vui. Vô mánh này. Ký mấy khỏe rồi cả nhà. Ba con này ký mấy khỏe nha. Trời ơi. Đã cả nhà. Ba con. Bây giờ Tùng xuống thăm cái kia nữa có không nghe nha. Khá là im luôn. Ba con cá khủng luôn, ba em nha, hàng khủng, quá im luôn, ba con cá bá quá, rồi vô cái nhà, nhà ra, ba em, rồi tiếp tục, rồi bây giờ thì Tùng về đây Tùng sẽ bán cá nha, 120 kg, 147 ngàn anh ba, 147 ngàn, rồi cái này bán nhiêu? Cái này á, cái này lấy 20 ngàn thôi. Rồi, lấy luôn đi. Rồi xong. 20 với 107 là 167. Ừ. Con nghe nào bạn? Có mẹ cá lóc không? Còn đây cá lóc ngon mập mập không nè. 6. Lấy hết luôn đi. Còn có 4 con chứ gì? Ừ, đi nào mày ăn. Dạ dạ, mặt mẹ cá lóc không? 4 con cá lóc mập không mà. Dạ, có đồ ăn rồi nè. Ừ. 167. Coi cá lóc đồng ăn 170 luôn nè. Rồi, cảm ơn. Đây mình bán được 2 cá lóc 170 ngàn. Cái này cái này ngon đó. Cái đó là bán nhiêu anh ba? Hả? Nhỏ hơn cái đó là bán nhiêu? Thì cũng vậy thôi. Mẹ em 100 ngàn đi bị ung thư rồi nè. Trời ơi. Đâu mày? Cá mà 100 ngàn. 101 đi mày ơi. 101 đi mẹ ơi. Ừ. Cá lóc đồng. Tao bây giờ nó căng lộn xộn cũng 120 kg à. Giùm tôi đi. À. Nói giọng lại để dành cho ấy. Trời đất ơi, ổng á, chứ ổng làm YouTube đó. Cá ăn cá lóc đồng lịch đồ lương đồ liên hệ em là có hết. Tao đặt 3 con lươn cùng tay à. Còn ở dưới luôn có 3 con lươn đồng á. Chưa đựng ký luôn. Nè. Vậy đó hả? 138. Rồi bây giờ thì Tùng cũng bán cá lóc hết luôn nha cả nhà. Để cho Tùng xin kết thúc cái video đây nha. Hẹn cả nhà cái video tiếp theo. Đây là mình đang bán trong chợ Bà Chòi nha. Quay video lên cho anh. Mời cháu.